Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 18 Bách Đại Sư. Không để ý tới những người đi theo phía sau, hứa thành cõng lưu đội trên lưng lấy ra bạch đan trong túi ra đưa cho ông ta có lẽ là tác dụng của bạch đàn cũng có lẽ là công hiệu của thất diệp thảo mà dần dần sắc mặt của lôi đội không còn xanh đèn nữa chỉ là dị chất trong cơ thể quá mức nồng đậm bạch đàn của hứa thành cũng không đủ để hoàn toàn áp chế nó vậy nên ông ta vẫn hôn mê hiển nhiên những gì trải qua trong chuyến đi vào cấm khu này đã ảnh hưởng rất lớn tới ông vì vậy vào nửa đêm trên đường trở về khi hứa thành một lần nữa gặp phải một vài người bị mắc kẹt trong sương mù khi những thập hoang giả này trong cơn tuyệt vọng lấy bạch đàn làm đại giá hứa thành cho phép bọn họ đi theo phía sau của mình nghe tiếng bước chân trước mắt mà đi tuy nhiên sẽ vẫn có vài kẻ đuôi mù nhưng cuối cùng những người này đều trở thành vật tham chiếu cho những người đi phía sau hắn càng khiến cho bọn họ kính sợ hơn đối với hứa thành hầu hết họ đều đoán rằng hắn chính là cái loại người trời sinh tinh thần lực cường đại bởi vì chỉ có loại người này mới có thể ở trong sương mù không bị hạn chế về loại người này hứa thành đã từng nghe qua, loan nhà đã nói. Cũng là hắn lần đầu tiên nghĩ tới việc cứu người đưa cho bạch đàn. Cho nên không lo lắng che giấu bại lộ bí mật của bản thân. Trong khi tích lũy vượt qua mười viên bạch đàn, rốt cuộc cũng làm sắc mặt của lối đội khôi phục, từ màu xanh đen biến thành màu xanh lá. Tiếng thở cũng mạnh hơn so với trước. Đồng thời hứa thành cũng phát hiện ra rằng, lực lượng phản hồi từ cái bóng không thể nào tồn tại trong một thời gian dài lúc này khi hắn tiến về phía trước. Lớp sương mù mà hắn cảm nhận được phía trước không còn trong suốt như trước nữa mà dần trở nên thay đổi. Mơ hồ dường như không mất quá nhiều thời gian nữa, nó sẽ gần như giống với những gì mà người khác thấy. Cũng may nơi này cách bên ngoài không xa, cho nên tầm nhìn đều bắt đầu mơ hồ. Nhưng khi tốc độ của hứa thay nhanh hơn, bóng đêm trên bầu trời cũng từ từ tiêu tan và ánh mặt trời sớm ló dạng. Khi tia nắng ban mai chiếu rọi, rốt cuộc hắn đã cống lỗi đội xuyên qua rừng rậm thấy thế giới bên ngoài cách đó không xa tâm tình của hứa thành dao động thân thể đoán lên nhanh chóng phi tới bìa rừng đi ra khỏi đây lúc hắn bước qua ranh giới cơn gió bên ngoài mang theo sự ấm áp của ánh mặt trời trôi qua trên người hứa thành vì sáng quá mà đôi mắt của hắn đeo lại đứng ở nơi đó hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài đồng thời những người đi sau hắn cũng lấy lại thị lực khi bọn họ đến gần biên giới một đám mang theo vẻ kích động cừu từ nhất sinh mà lao ra ngoài khi bước ra thế giới bên ngoài tất cả đều rất phấn khích thậm chí có lão già còn quỳ xuống hôn mặt đất vào lúc này cuối cùng bọn họ cũng nhìn rõ bộ dáng của hứa thành và lôi đội sau lưng hứa thành người trước không có nhiều người biết nhưng người sau thì mọi người đều biết cho nên khi hứa thành cùng với lôi đội hiện lên trong mắt của bọn họ ấn tượng đối với hứa thành cũng thể hiện rõ ràng tiểu hải tử là lôi đội bốn người đi theo lần lượt chấn động nhưng khi ánh mắt của hứa thành quét qua bọn họ theo bản năng im lặng thật sự là hành động và sự lạnh nhạt của hứa thành đối với những người có ý đồ xấu đã khiến cho bọn họ kinh sợ trên đường không để ý tới bọn họ hứa thành thu hồi ánh mắt lắc mình đang muốn đi đến doanh địa thì bấy giờ nơi xa có hai thân ảnh chạy nhanh tới đây đúng là thập tự cùng với loan nhà bọn họ đã trở về không chờ trong doanh địa mà là nôn nóng chờ bên ngoài họ cũng đã thương lượng rằng nếu lôi đội và những người khác không ra ngoài ngày hôm nay, họ sẽ lại đi vào để tìm kiếm và cứu nạn. vì vậy sau khi nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thanh từ xa, cả hai đã lao tới với tốc độ tối đa. hơn nữa khi thấy Hứa Thanh cộng lôi đội, đôi mắt thập tự đột nhiên ngưng trọng. nhưng ngay sau đó nhìn lại, trên người Hứa Thanh đã trở lên nhu hòa. sắc mặt của Loan nhà cũng biến hóa, sát khí tỏa ra, quét về phía những người đi theo Hứa Thanh đi ra những người này một đám đều thở gấp cảnh giác hẳn lên không liên quan tới bọn họ cũng may là có bọn họ nếu không lôi đổi sợ là sẽ không thể kiên trì được hứa thành vừa mở miệng đã làm tiêu tàn ý định giết người của loan nha những người đi theo hắn ra ngoài đều thở phào nhẹ nhõm nhìn hứa thành ngoài kính sợ cũng ẩn chứa cảm kích vì thế ôm quyền với hắn từng người rời đi bọn họ đi rồi thập tự tiến lên đỡ lôi đổi xuống nhưng bị hứa thành ngăn cản Lôi đội vẫn đang ngủ, ta không sao. Hứa thanh thở sâu. Được, chúng ta trở lại doanh địa, mang theo đội trưởng tới chỗ y sư. Thập tự gật đầu, lấy ra bạch đàn đưa cho lôi đội. Cùng với loàn nhà một bên trái phải dìu đỡ, ba người hướng về phía doanh địa chạy như bay. Trên đường đi, loàn nhà nhiều lần muốn nói, nhưng cuối cùng không kìm được hỏi một câu. Man quỷ đâu? Tiểu đội huyết ảnh còn chưa kích hay không? Hứa thanh trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói man quỷ chết trận. Những lời này làm cho thập tự cùng với loàn nhà đứng sững lại im lặng. Dù bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong mắt vẫn đầy sự bi thương hiện lên. Loàn nhà có chút thất thần. Cho đến khi hứa thành nói do câu thứ hai, làm cho thân thể hai người bọn họ đột nhiên run lên, khoảnh khắc nhìn về phía hứa thành mà áng thức vẻ không thể nào tin. Tiểu đội huyết ảnh đã chết hết. Hứa thành cúi đầu đi trước, từ từ nói, cho nên đội trưởng mới mang thương thế cùng với dị chất nghiêm trọng như thế sao? Loan đa lầm bầm, hình như có đáp án, nhưng thập tự một bên lại có chút kỳ dị. Ý cảm thấy chuyện này có lẽ cũng không phải như thế. Vì vậy nhìn hứa thanh thật sâu không hỏi. Hứa thanh không giải thích, cũng không nói sự việc tiếng cả. Đây là bí mật của lối đội, nói hay không nói, không phải hắn có thể quyết định. Cứ như vậy, ba người một đường chạy nhanh, sau đó không lâu về tới trong doanh địa đầu tiên là đi tới đoàn xe thời gian này y sư nơi đây danh khí rất lớn tiểu đội lôi đình xuất hiện khiến cho người xếp hàng đều cảm nhận được sát khí trên người bọn họ thấy lôi đội hôn mê những người xếp hàng bên ngoài lều trại y sư lập tức nhường ra một con đường thành viên lôi đội nhanh chóng bước vào lều đầu tiên căn lều rất lớn nồng nặc mùi dược hương ngoài mấy hộ vệ mặc áo giáp sắt còn có một thập hoang giả đang nằm co quắp đến xem bệnh người xét bệnh cho người này là một lão già mảnh khảnh, y sư mặc trường bào màu xám bình thường nhưng rất sạch sẽ, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt lại cực kỳ có thần, đầy sự cầu trí, như sao trời. Dường như liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm. Hai bên trái phải của lão già ngồi một nam một nữ, nam là thiếu niên, tuổi tác sắp dì hứa thành, mặc trường bào màu, màu lam, trên tóc còn cài một cây chấm ngọc màu đen, hồng đeo ngọc bội điêu khắc rồng và giải tua kìm sắc tướng mạo tuấn lãng gọn gàng chỉ là lúc này hình như có chút mơ màng một bàn tay chống cằm một bàn tay lấy ra một quyển dược thư tựa như không có tinh thần thi thoảng lại ngáp dài một bên khác là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi mặc váy dài màu lam dưới mái tóc dài tựa như thác nước là gương mặt trái xoan điển hình làn da tuyết trắng khuôn mặt mỹ tú thoát tục một đôi mắt trong vắt thánh triệt sáng như sao Lúc này thiếu niên bên người ngủ gà ngủ gật, nàng mỉm cười cúi đầu nhìn dược thư trong tay. Chỉ là trong nụ cười đó, đôi mắt của nàng như vầng trăng khuyết, như có linh vận tràn ra. Và giữa cái nhíu mày và nụ cười này, vẻ cao quý trên người của nàng tự nhiên lộ ra, làm người ta không thể không kinh ngạc, cảm thán với vẻ thanh nhã và linh tú quang mang của nàng. Đôi kim đồng ngọc nữ sở hữu thần thái thuần khiết, mà thập hoang giả dạ hầu như chưa từng thấy, khiến cho loàn nhà có chút xấu hổ, thậm chí thập tự cũng nhìn nhiều thêm vài lần. Còn hứa thành nhìn dược thư trong tay của bọn họ, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng chẳng bao lâu thì thu hồi, lực chú ý đặt ở trên người y sư phía trước nhiều hơn. Lúc này y sư giải thích một vài lời với thập hoang giả. Theo vị thập hoang giả cảm kích rời đi, y sư rửa tay ở cái chậu đồng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía đám người hứa thành. Ánh mắt đào qua, đầu tiên là dừng ở trên người hứa thành, hình như có chút thẩm ý, sau đó nhìn hắn cõng lối đội Từ từ nói Đặt ông ấy xuống Hứa thành không biết vì sao Dưới ánh mắt của lão già Lại có một ít lo lắng Dường như về tới ngày còn ở khu ổ chuột Đối mặt với lão sư dạy học Vì thế dưới sự trợ giúp của thập tự Hai người cẩn thận để lối đội xuống Nằm thẳng ở trước mặt lão già Mà lối đội lúc này cũng từ từ tỉnh lại Nhìn lều trại sau đó sừng sốt Cũng thấy y sư cùng với đám người hứa thành Vừa muốn bỏ dậy thì y sư nhàn nhạt, nhạt nói cứ nằm xuống đi những lời này khiến cho lôi đội nhìn y sư ánh mắt hai người nhìn nhau lôi đội trầm mặc vẫn ngồi lên thập tự tiến lên nâng ống dậy ông ta hướng về y sư bái một cái một chút thường thế bọn họ còn đưa ta tới nơi này không làm phiền bách đại sư thêm ta không có việc gì người quen ta lão già y sư có chút nghi hoặc nhìn về phía lôi đội nhiều năm trước đã nhìn thấy qua bách đại sư lôi đội điềm điềm rất là cung kính bách đại sư nhìn lối đội thật sâu bình thản nói thường thế trên người vừa rồi không có việc gì dị chất trong cơ thể cũng đã bị áp chế cho nên không thành vấn đề lớn còn tâm thần yên nhiên những ngày gần đây cảm xúc lên xuống dao động quá độ bị thương tâm mạch tính tất cả tuy có chút phiền toái nhưng không sao và có thể chữa khỏi nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ám thương trong cơ thể ngươi nhiều năm trước. Thời trẻ ngươi hẳn là đã bị phế căn cơ. Tu vi hiện giờ là tu luyện lại một lần nữa. Nhưng dưới tình huống bị phế căn cơ mà vẫn tu luyện cho tới trình độ bây giờ quả thật không dễ dàng. Chỉ là tất cả những thứ này thì ngươi đã tiểu hào quá mức. Thuốc bình thường và kim châm cứu khó chữa trị. Lão Phu cũng không thể nào ra sức được. Cấp cho ngươi một đơn thuốc có thể chữa khỏi tới trình độ nào thì phải xem vào mận mệnh của người. Nhưng người phải nhớ lấy, từ giờ trở đi không thể tiếp tục thổ nạp tu hành, nếu không dĩ chất lại một lần nữa tăng lên, khiến cho ám thường phát tác. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lời của Bách Đại Sư vừa nói ra, thập tử cùng với Loan nha trầm mặc, hiển nhiên là biết căn cơ lối đội đã từng bị phế. Hứa thành đối với việc này thì không biết được. Nhìn về phía lối đội, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới tiếng ca trong cấm khu đôi hài nữ tử màu đỏ không còn phương pháp nào sao thập tự trầm thấp hỏi có nếu có thể tìm được thiên tài địa bảo như thiên mệnh hoa tự nhiên có thể phụ cận cấm khu này nhiều năm trước có từng nghe nói qua xuất hiện một gốc thập tự im lặng loàn nhà hiện lên vẻ lo âu trong mắt hứa thành nhìn về phía lối đội mà so với bọn họ thần sắc của lôi đội lại đạm nhiên mỉm cười không nghiêm trọng như vậy đều là bệnh cũ không quấy dày bách đại sư lôi đội nói đoạn hướng về phía bách đại sư lại bái một cái cùng với đám người hứa thanh rời đi ba người hứa thanh lần lượt bái tạ bách đại sư đội lôi đội và cầm phương thuốc rời đi chỉ là trong lòng hứa thanh có cái gì đó không biết có phải hay không hắn cảm thấy do khi mình bái tạ rời đi ánh mắt của bách đại sư nhìn về phía mình mang theo một vẻ dò xét. Dọc theo đường đi, tiểu đội lôi đình im lặng không nói gì. Sau khi về tới chỗ của lôi đội, thập tự cùng với loan nhà muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị lôi đội đuổi đi. Cho đến khi bọn họ rời đi, thì lôi đội từ căn phòng lấy ra một ít thuốc lá, lại từ túi già lấy ra một cái tàu, nhét thuốc vào trong đó rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu. Phun ra làn khói thuốc dài, ông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn vẻ mặt quan tâm của hứa thanh vũng tổ thuốc trong tay mỉm cười nói ở cấm cù ta đã không nhớ nổi là đã hút sau khi trở về hút một hơi thật sâu mới cảm thấy thật thoải mái thứ này có tác dụng tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào hứa thanh định nói hôm nay người muốn ăn gì ta làm cho người uống với ta lôi đổi không để hứa thanh nói ra giờ như ông ta không muốn nghe hứa thanh im lặng nhìn sau một lúc lâu mới gật đầu. Ăn rắn. Chương 19: Pháo hoa nhân gian. Doanh địa thập hoang giả, ngoài nhu yếu phẩm sinh tồn thì nhiều nhất chính là các loại thịt. Vì cấm khu ở gần đó, những thập hoang giả đến đó mỗi ngày, vì vậy có rất nhiều quầy hàng trong doanh địa để bán thịt. Sau khi nghe lời hứa thành nói muốn ăn rắn, lôi đội nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ông ta hiểu được sở dĩ đối phương nói muốn ăn rắn, là bởi vì lời ông ta nói lúc đầu tiên hiển nhiên đã bị đứa nhỏ trước mặt này ghi tạc ở trong lòng vì thế ông ta không muốn để hứa thành đi ra ngoài mua thịt đám người trong doanh địa là một đám gian xảo người không hiểu nhiều trùng cấm khù dễ bị lừa xuất hiện sự việc cường mua ép bán cứ để ta đi lôi đội nói đoạn rồi đứng lên nghe thấy bốn chữ cường mua ép bán theo bản năng hứa thành sờ sờ thiết thiếm của mình suy tư rồi nghiêm túc nói bọn họ sẽ không dám. Lôi đội quét mắt nhìn thiết thiêm, không nhìn được mà bật cười, không nói gì mà đi thẳng ra sân. Hứa thành suy nghĩ một chút, sau đó đi tiếp phòng bên, cẩn thận rửa sạch bát đũa nồi liêu xong chảo ở phòng bên. Sau đó lau thật sạch cái bàn rồi cuối cùng chuẩn bị ra ba bộ bát đũa đặt ở bên trên. Nhìn bộ bát đũa lấy thêm, hứa thành mộng nhiên như hiểu ra điều gì. Đó là một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến. Trong đầu của hắn hiện ra lời nói của lối đội trước đây. Hắn yên lặng đặt bộ bát đũa thứ bà xuống, đặt đến bên cạnh bát đũa của lôi đội. Ghế cũng giống như thế. Sau khi làm xong, Hứa Thành quay đầu lại nhìn tiểu viện bên ngoài cửa phòng. Lúc này đã là hoàng hôn, gió hưu hưu thổi hơi lạnh. Tự như vẫn còn một vài bông tuyết. Vào mùa cuối tháng ba đối với phía đông của Nam Hoàng Châu, tuy mặt đất trở lên ấm áp, vạn vật sống lại, nhưng có vẻ như mùa đông không đành lòng vì vậy mà ngẫu nhiên có bông tuyết rơi xuống Muốn nói cho vạn vật Nó còn chưa rời đi Lúc này bông tuyết bay muối trên bầu trời xám xịt Bị gió thổi xuống Dường như lạc ở trên bầu trời đến nhân gian Và khi toán loạn dưới mặt đất Lại bị độ ấm hòa tan Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy Những vũng lầy lội Dù có cao quý cỡ nào Mà kệ bản thân có sạch sẽ ra sao Nhưng trong nhân gian này Vẫn phải vật lộn cùng với bùn đất Hòa vào bên trong tuy hai mà là một. Cũng không biết gió ẩn chứa bên trong tuyết khiến nó lạnh giá hơn hay là tuyết làm cảm nhiễm gió để nó băng hàn hơn. Vào lúc này, hơi lạnh trên trời thổi khắp mặt đất, qua doanh địa và qua trúc viện, khi thổi qua căn phòng của hứa thành có chút lạnh lẽo. Tuy là tu sĩ, nhưng sợ cái lạnh đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức, đã tích lũy nhiều năm vẫn khiến cho hắn trong gió rét có chút không khỏe. Cho nên khi trong cơn gió lạnh này Hắn thấy một thân ảnh tập tễnh Từ xa trong gió tuyết Đầy cơ tiểu viện ra Bóng dáng vừa xuất hiện Thì thanh ngầm mang theo tiếng cười Phá vỡ gió tuyết vang lên <laughs> Tiểu hải tứ Hôm nay người có lộc ẩn đây Nhìn xem tao mua được cái gì Đây chính là rắn hoa hồng Thì nó có thể nói là tuyệt hảo Đợi lát nữa ta cho người thấy Ta bộc lộ tài năng lôi đội xách theo một con rắn bước nhanh đi đi vào phòng bên thấy trong phòng bên đã sạch sẽ bàn ghế đã bày biện cùng với bát đũa đặc biệt là những chiếc cạnh nhau trên gương mặt đầy nếp nhăn của lôi đội hiện rất nụ cười nhìn thật sâu hứa thành muốn học nấu thịt rắn không lôi đội nói muốn hứa thành hay mắt sáng người hắn đối với tất cả các trí thức mình không hiểu được đều rất khát vọng đặc biệt là cách nấu món rắn của lôi đội ăn rất ngon. Lôi đội cười cười, đều hứa thành đến bên người, một bên giới thiệu, một bên nấu. Còn rắn này dựa theo đạo lý thì phải chặt đầu đuôi, nhưng những người đó không biết rằng đuôi của rắn có một lỗ bài tiết cho nên phải lược loại bỏ đi. Nhưng đầu rắn chỉ cần xử lý lọc độc là có thể tăng thêm tư vị trình thế thịt rắn. Lôi đội vừa nói vừa lấu, rất là vui vẻ. Hứa thành ở bên nghe cũng rất nghiêm túc nhìn lũ đội rửa sạch sẽ lột già lấy nội tạng và tạp vật rồi chặt thành từng miếng tiêu hai tứ người phải nhớ kỹ người phải nhớ rằng thịt có dư vị trong miệng hay không là tùy thuộc vào nước dùng nói đoạn lũ đội bắt đầu dùng niêu hầm canh và có rất nhiều dược liệu được cho vào cuối cùng đầu rắn sau khi xử lý tốt cũng được cho vào niêu luôn làm xong tất cả những việc đó khi mùi thơm bốc lên xung quanh Hứa Thành nuốt nước miếng, lôi đội nhìn bộ dáng của hắn mà cười lớn, lại lấy ra cái chảo bắt đầu xào thịt rắn. Trong khoảnh khắc khi tiếng cành cách vang lên, từng trận hương thơm nồng đậm mang theo sóng nhiệt ập vào mặt, tỏa ra toàn bộ căn phòng này là ăn cả ra bên ngoài. Nó như xua hết cái lạnh, khiến trong bụng của Hứa Thành không thể khống chế được vang lên tiếng ong ọc. Nhìn thịt rắn quay cuồng, không rời mắt. Trong bao lâu, khi lôi đội xào thịt rắn để vào trong niêu, đậy cái nắp xuống nhìn về phía hứa thành học xong chưa hứa thành nhìn chằm chằm cái điều dùng sức gật đầu toàn bộ quá trình hắn đã nhìn thấy tất cả cảm thấy không quá khó đôi đội mỉm cười khi rời phòng bên và trở về thì trong tay cầm hai bầu rượu một bình ném cho hứa thành một bình thì ngửa cổ uống uống xong một ngụm cảm thán một tiếng trong doanh địa không thiếu ủi thịt nhưng rượu này thì lại là của hiếm hứa thành cầm lấy bầu rượu nhìn chất lỏng vần đục bên trong hắn chưa từng uống rượu theo như lời của lôi đội vật này hiếm lạ khu ổ chuột không có chỉ có đại nhân vật ở trong thành mới có thể nhấm nháp nhưng nhìn lôi đội uống xong về mặt hưởng thụ hứa thành do dự đặt ở bên miệng sau khi uống một ngụm thì nhíu mày cảm thấy miệng cay nồng nhưng vẫn nuốt xuống một cỗ nhật liều từ ít hầu hiện lên theo thực quản che vào dạ dày làm mãnh liệt bùng lên tòa ra toàn thân hóa thành một hơi thở cũng dũng mãnh tiến vào trong miệng khiến cho hơi thở của hắn nồng đặc bùi rượu không uống được hứa thành nhìn lôi đội lôi đội nghe vậy thì cười lớn chỉ vào hứa thành nói người còn quá nhỏ để uống rượu khi lớn lên nhất định sẽ thích lôi đội nói xong định lấy cái bình từ hứa thành nhưng hứa thành đã che đi để ta thử lại hứa thành nghiêm túc nói lại uống xong một ngụm tuy vẫn nhớ mày nhưng lại thích ứng với hương vị kỳ lạ. Và không lâu sau, dưới sự thiện trí cười nhạo của lối đội việc uống rượu của hứa thành, thịt rắn đã chín. Khi ông ta bưng cái nêu lên, một khắc khi mở cái nắp ra, hương thơm lan tỏa, khiến cho hứa thành không tự chủ được, mà buông ra cái bầu rượu, đợi lối đội gắp một miếng trước. Hứa thành lập tức dùng đũa chọc một miếng, đặt ở bên miệng nhài nuốt. Hắn vẫn không đổi được thói quen ăn cái gì cũng phải ăn ngấu ẩn nhiến cứ như vậy đan sen trong làn gió tuyết lạnh giá trong căn phòng một già một trẻ một bên uống rượu một bên ăn thịt khung cảnh đầy sự ấm áp nhìn tư thế khó xử của hứa thành khi dùng sức cầm chiếc đũa ánh mắt của lối đội nhu hòa đáy lòng không khỏi đau xót lầm bầm trung quy là hài tử đáng tiếc sống ở trong thế giới tàn khốc này vào lúc này bên ngoài gió tuyết vẫn đang thổi vì căn phòng này có khe hở gió vẫn chui tới Thổi lên tiếng người của hứa thành tuy hắn ăn đến mướt mải mồ hôi nhưng đối với gió lạnh vẫn có chút chống cự hơi có rút thân mình hành động rất nhỏ này rơi vào trong mắt của lôi đội ông ta như suy tư cái gì đó nhưng không nói một lúc sau hứa thành bắt chước lôi đội uống thêm một ngụm rượu lớn thờ rất mùi rượu hắn nhìn lão già trước mắt đã mang mình rời khỏi thành trì phế tích an trí ở chỗ này bỗng nhiên nói thường thế của ông không sao chịu đựng nhiều năm như vậy rồi sẽ không dễ dàng chết như vậy không sao cả hứa thành im lặng hắn vốn muốn hỏi một chút về sự việc căn cơ của lôi đội bị phế nhưng nhớ tới cảnh tượng trong cấm khu cuối cùng vẫn không nói bữa cơm này ăn rất lâu cho đến khi bầu rượu trong tay lôi đội đã uống hết ông ta đứng lên trong mắt có chút lờ đờ trở về căn phòng hắn nhìn bóng lưng của lôi đội hứa thành rõ ràng cảm nhận được trên người lôi đồ có một loại khí thế của quá khứ dường như từ cấm khu trở về đã tiêu tán hứa thành im lặng sau một lúc lâu hắn đứng lên dọn dẹp bàn ăn rửa sạch sẽ nổi niều bát đũa lúc này mới trở về căn phòng của mình ngồi ở trên giường hắn gần đầu nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ có gió gầy lại lấy ra cái túi da nhặt được của tiểu đội huyết ảnh trong cấm khu bên trong tuy không có đan dược nhưng rất nhiều linh tệ tạp vật không ít hứa thành kiểm tra một phen cuối cùng lấy ra một cái bao tay màu đen, bao tay này không giống như làm bằng da nhưng có cảm giác kim loại. Sau khi thử, Hứa Thành phát hiện vật này rất dài, lực lượng phòng hộ không bình thường, vì thế mang lên đánh mấy quyền, cảm thấy cũng không tệ lắm, lúc này mới tháo xuống, nhắm mắt đả tọa bắt đầu thổ nạp, một đêm yên tĩnh. Bình minh ló dạng, gió tuyết thổi tới nhưng vẫn chậm lại rất nhiều chỉ là một đêm lạnh băng làm tuyết rơi đầy mặt đất. Sau đó nó cuối cùng vẫn ở đó một lúc. Cho nên khi hứa thành ra khỏi căn phòng, hắn thấy ở trên mặt đất đầy tuyết trắng. Hứa thành siết chặt quần áo, ánh mắt đào qua chỗ ở của lôi đội, đi ra sân. Cảm thấy mình nên làm cái gì đó, ví như mua một ít bạch đàn cho lôi đội. Vì vậy sau khi bước ra ngoài, hắn đạp tuyết, mang theo thanh ngâm kéo kẹt truyền ra, hắn đi đến tiệm tạp hóa. Đi ngang qua liều trại, đoàn xe bách đại sư hứa thành bơ hồ nghe được liều trại truyền ra tiếng thiếu nam thiếu nữ đọc sách làm hắn dừng bước chân lại hâm mộ nhìn qua sau một lúc lâu thu hồi hứa thành y lặng quay đầu đi về hướng tiệm tạp hóa nhìn từ xa hứa thành nhìn thấy tiểu nữ hài ở bên ngoài tiệm tạp hóa đang ra sức dọn dẹp tuyết trắng quần áo của nàng có chút đơn bạc bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh trong việc thở ra từng trận sương mù mà mấy ngày không gặp Tiểu nữ hài hình như có chút thích ứng với sinh hoạt của dân địa, tuy rất mệt nhưng dọn dẹp rất nghiêm túc. Mặc dù tiết còn đang rơi nhưng nàng vẫn dọn dẹp, chỉ là trừ vết sẹo làm hỏng dung nhan thì trong ánh nắng của bình minh có chút rõ ràng. Khi Hứa Thành đến gần, Tiểu nữ hài đã nhận ra điều gì đó khi nàng nhìn lên và nhìn thấy Hứa Thành, đôi mắt của nàng sáng lên và khuôn mặt của nàng hiện ra nụ cười. Chào buổi sáng, chào buổi sáng hứa thành có chút không thoải mái với kiểu chào hỏi này gật đầu nhìn vào cửa hàng tạp hóa có thể vì trời vừa mới rạng sáng hoặc có thể do thời tiết nên không có ai ở bên trong và ông chủ cũng không có ở đó người muốn mua cái gì ta lấy cho ngươi tiểu nữ hài cười nói bạch đàn hứa thành nhìn về phía tiểu nữ hài nghe vậy tiểu nữ hài đặt cây chổi trong tay dựa vào bức tường bên cạnh sau khi cùng hứa thành bước vào cửa hàng nàng chạy đến quầy sau khi lục lọi nhanh chóng lấy ra một vài chiếc túi da mở ra xem xét rồi lại đặt lại một lúc lâu sau nàng lấy ra một cái khác và đưa cho Hứa Thành chủ nhân quy định mỗi ngày chỉ có thể bán năm viên không thể bán nhiều hơn tiểu nữ hài có chút ai nấy nhìn Hứa Thành Hứa Thành hiểu đem túi da mở ra ánh mắt có chút ngương trọng nhận thấy chất lượng của bạch đàn trong túi da này tốt hơn nhiều so với những gì mà hắn mua trước đó Thậm chí trong đó có ba viên không có viền xanh lá, mơ hồ còn có dược hương nhàn nhạt tràn ra. Nghĩ đến hành động vừa rồi của tiểu nữ hải, hứa thanh gần đầu nhìn. Không có chuyện gì, chỉ là trong quyền hạn của ta. Tiểu nữ hải chớp chớp mắt cười nói, hứa thanh nhìn tiểu nữ hải thật sâu. Cảm ơn. Chuyện nhỏ này không cần cảm ơn, ta cũng muốn cảm ơn người. Nếu không có người, e rằng bây giờ ta không còn sống rồi tiểu nữ hài cười rạng rỡ trong mắt như có tia sáng nói xong dường như đã nghĩ ra điều gì đó thiện hứa thành ra ngoài một bên thấp giọng nói hôm qua ta nghe chủ quán nói rằng trong thời gian này nhiều thanh niên trong xuân địa đã biến mất trong cấm khu và nhìn vào biểu tình của ông ta dường như không nghĩ rằng đó là do sự nguy hiểm của chính cấm khu gây ra nói như là người hãy cẩn thận lưu ý một chút trong mắt tiểu nữ hài hiện lên về quan tâm Điều này khiến chú hứa Thành cảm chút không thoải mái Lui lại vài bước Gật đầu nói tạ ơn rồi rời đi Cách đó không xa Hứa Thành quay đầu lại nhìn thân ảnh của tiểu nữ hài đang dọn tuyết Nhìn ánh mặt trời chiếu lên viết dẻo trên mặt Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời nói của lôi đội Trong thần miếu của cấm khu Có một loại đá có thể tiêu trừ vết dẻo Có cơ hội tìm cho nàng một viên Hứa Thành nói nhỏ trong lòng Xoay người rời đi Thương niên đi xa trên đường lộ ra một vết tuyết gió tuyết ở phía sau hắn lại mạnh hơn chương 20 nhà trong gió tuyết hứa thành về tới sân còn chưa đi vào hắn đã nghe được có tiếng cười vui vẻ của lỗ đội ở bên trong cùng với những tiếng chó sủa hứa thành đẩy cửa ra thấy trong viện có mười mấy con chó hoàng chúng nằm ở một bên lạnh lùng nhìn về phía hứa thành ánh mắt của hứa thành cũng đảo qua chúng nó không tỏ ra sắc bén gì chỉ là nhìn bình thường mười mấy con chó hoàng lại từ từ lui về phía sau một tiếng thì thầm phát ra từ trong phòng của lối đổi khi cánh cửa mở ra thập tự và loan nha bước ra nhìn hứa thành lại nhìn mười mấy con chó hoàng kia thập tự mỉm cười tiêu hoài tử chúng nó nói rất sợ sát khí trên người của ngươi loan nha ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt về một con chó hoàng bên cạnh cười nói với hứa thành hứa thành không nói chuyện nhìn về phía lối đội từ phòng đi ra lôi đội mặc áo da thật dày trong tay cầm tổ thuốc khi đi ra chỉ vào loan nhà mang theo vẻ vẫn đắc dĩ nói nhà đầu loan nhà này nghĩ ta bị thương và lo lắng an nguy ở trong doanh địa nên làng nhất quyết để hơn mười con chó hoang này canh giữ nhà những lời này rất đơn giản hứa thành nghe hiểu lôi đội không nói gì với họ về hứa thành giống như hứa thành không nói gì về sự việc tiếng cả cứ để lôi đội tự mình lựa chọn Hứa thanh gật đầu, lấy túi già bạch đàn đưa cho lôi đội. Lôi đội tiếp nhận mỉm cười, không khách sáo. Được rồi, ta rất cần thứ này, nhưng sau này đừng mua nữa. Ta ở đây tiết kiệm được rất nhiều, đủ để mua. Nói xong nhìn về phía thập tự. Thập tự, tiểu hài tử cũng đã trở lại, có chuyện gì người có thể nói. Thập tự thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm nghị từ từ nói lần này ta đến đây là vì hai việc đầu tiên là thuốc của đội trưởng ta và loan nhà đã mua xong ước chừng dùng trong một tháng sau này hết chúng ta sẽ lại mua sau nói đoạn thập tự cởi xuống một cái túi da từ bên hông đặt ở một bên việc thứ hai vì tiểu đội huyết ảnh đã bị diệt Thì còn có thập hoang giả khác cũng tham dự vào việc ngắt thất diệp thảo nhưng đều không bằng chúng ta ta hôm qua cùng với loan nhà đã tới bái kiến doanh chủ nhận được thù lao nhưng doanh chủ vẫn thói quen cắt xén, không cấp cho ba viên thanh trần đan, chỉ cho một viên. Thập tử nói, nhìn về phía loan nhà. Loan nhà lấy ra bốn cái túi già, đặt ở một bên, lại lấy ra một hộp gỗ, mở ra. Bên trong là một viên đan dược to bằng quả trứng bổ câu, màu xanh lá. Một cỗ dược hương tàn ra, hiển nhiên viên đan dược này so với bạch đan thì tốt hơn rất nhiều. Màn quỷ không có thân nhân, nên chúng ta sẽ chia phần của hắn bốn chiếc túi da này là linh thể tương ứng của chúng ta, còn viên thanh trần đan này, thập tử nói tới đây nhìn về phía lôi đội chờ ông ta quyết định để cho tiểu hải tử đi lôi đội bình thản nói Bây giờ tựa như khí thế thuộc về đội trưởng lôi đình đã trở lại một chút rồi thập tử gật đầu loan nhà sừng sốt suy tư gì đó bọn họ trước đó đã hỏi ý lôi đổi. trong rừng rậm đã xảy ra chuyện gì nhưng lôi đội chưa nói lúc này phân phối xong hiển nhiên đã ra đáp án còn man quỷ chìa cũng được chúng ta chính là thân nhân của hắn lôi đội thở dài một tiếng cầm lấy phần của mình thập từ cùng với loan nhà mỗi người cầm lấy hứa thành không lên tiếng cũng cầm lấy túi giả đối với thanh trần đan loan nhà đưa qua hứa thành tiếp nhận sau đó nhìn lôi đội trong mắt lôi đội có chút nghiêm khắc làm hứa thành hiểu ra hàm nghĩa vì thế ít lặng thu hồi bốn người lại nói chuyện trong chốc lát trong đó chủ yếu là ba người thập tự nói hứa thành trước sau như một ít lời ở bên cạnh lắng nghe nhưng cho dù là thập tự hay là loan nha đều sẽ không xem nhẹ hứa thanh tồn tại đôi khi có hỏi ý kiến của hắn cứ như vậy thời gian trôi đi trong bao lâu đã đến buổi trưa theo gió tuyết tạm thời dừng lại thập tự cùng với loan nha cáo từ trước khi đi thập tự trầm thấp nói với hứa thanh theo hải tử ta cùng với loan nha tiếp nhận một nhiệm vụ phải ra ngoài một chuyến. Trong khoảng thời gian này, đội trưởng giao cho người. Còn nữa, gã lấy ra một con dao găm đưa cho hứa thành. Con dao của người đã dì xét loang lổ, đôi trước này đi, rất sặc bén đệ Loàn nhà cũng đưa cho hứa thành một cái còi. Tiêu hoài tử, chiến lực của người rất mạnh, nhưng cũng cần đôi mắt và giúp đỡ có phải hay không. Cái còi này đơn giản là có thể khống chế chó hoang ở trong doanh địa. Nếu có thời điểm yêu cầu, Ngươi chỉ cần thổi lên Chúng nó rất thông minh Sẽ biết nên làm cái gì Hai người dặn dò một phen Ông Quyền với Hứa Thành cáo từ đi xa Nhìn bóng lưng của bọn họ Hứa Thành cất cái còi đi Con dao găm của thập tự cho Thì nhét vào trước dây của mình Cũng không ném con dao cũ đi Sáu đô ngẩn đầu Nhìn thân ảnh của bọn họ Cho đến khi thập tự cùng với loàn nhà biến mất trong tầm nhìn Hứa Thành quay đầu lại Nhìn về phía phòng của lối đội Sau một lúc lâu hắn mới đi qua bọn chó hoang nhìn về tới căn phòng nhắm mắt lại khoanh chân đà tọa bên ngoài gió rất lớn hình thành những tiếng rít thổi qua mặt đất tuyết trên trời và tuyết trên mặt đất hòa quyện trong không khí Do tuyết thổi qua những khe hở Lên lòi và từng cất lều khiến mọi người phiền muộn cũng thổi tới căn phòng của lối đội nghỉ ngơi chỉ là đã sớm hình thành thói quen không để ý đến gió lạnh này nhưng trong đầu lại hiện ra dáng người của hứa thanh nằm co do ở trong gió lạnh vì thế ông ta quay đầu nhìn về phía căn phòng của hứa thành Sau một lúc lâu trầm mặc Mang theo áo già và mũ đi ra khỏi căn phòng Thời gian trôi qua Đảo mắt đã qua ba ngày Trong ba ngày này Tuyệt hòa như muốn dùng hết sức lực cuối cùng Phô tán những bông tuyết cuối cùng Không ngừng rơi xuống Tuyết trên mặt đất cũng không kịp hòa tan Rơi thành một tầng thật dày Tuy khí hậu khắc nhiệt Nhưng đối với thập hoang giả mà nói So với rét lạnh thì sinh tồn còn quan trọng hơn vì vậy doanh địa dần đông đúc hơn một số tiếp tục đi khám bệnh một số thì vào cấm khu đồng thời tiểu đội huyết ảnh hồi lâu chưa về cũng dần dần khiến cho thập hoang giả nghị luận đưa ra lời đồn đoán nói rằng tiểu đội huyết ảnh ở trong cấm khu toàn quân bị diệt từ đầu tin đồn này không có nhiều người tin lắm và những thành viên của tiểu đội huyết ảnh ai ai cũng không thể xem thương đặc biệt là đội trưởng huyết ảnh càng là cường giả ở trong doanh địa thập hoang giả Người như vậy có rất nhiều người đi vào cấm khu Khả năng toàn quân bị diệt không lớn Nhưng theo thời gian trôi đi Lại qua hai ngày Người của huyết ảnh không có chút tung tích nào Khiến doanh địa thầm hoang giả tin vào lời đồn kia Mà bọn họ cũng nhớ tới Cái ngày mà lôi đội trở về Là đang hôn mê Lại liên tưởng đến việc man quỷ mất tích Tất cả như có đáp án Mà mặc kệ là thật hay giả Đã không còn huyết ảnh Hiện giờ lôi đình ở trong doanh địa Chính là tiểu đội mạnh nhất cho nên mấy ngày này khi hứa thành ra ngoài Có rất nhiều ánh mắt kính sợ đến từ tập hoang giả xung quanh Hắn biết những người này kính sợ chính là tiểu đội lôi đình Chứ không phải là mình Nhưng hắn không thèm để ý việc này Mấy ngày này hắn rất khó hiểu Đúng vậy Chính là lôi đội đi sớm về muộn Không biết đang làm cái gì Nhưng hứa thành biết Mỗi người đều độc lập Không cần thiết phải quấy dây Mà bản thân hắn cũng có rất nhiều sự việc cần làm Cho nên đã bộ phận thời gian Hứa Thành đều là một người ở trong căn phòng, yên lặng tu hành. Tù vi của hắn trong nỗ lực mà từ từ tăng lên, lực lượng cùng với tốc độ vững vàng gia tăng. Còn cái bóng, Hứa Thành cũng nhiều lần nghiên cứu. Nhưng trước sau đều không có biến hóa gì, chỉ là đối với việc hấp thu dị chất thì tất cả vẫn như trước, khiến cho điểm dị hóa ở trên cánh tay của Hứa Thành đã hoàn toàn không còn thấy gì nữa linh khí thuần khiết trong cơ thể làm cho hứa thành cảm nhận rõ ràng được tốc độ tu luyện đã nhanh hơn nhiều so với trước đây cho đến buổi chiều hai ngày sau đang khoanh chân đà tọa chuẩn bị củng cố tu vi mấy ngày này từ đánh sầu và tầng thứ tư sơn hải quyết hắn khẽ nhíu mày mở bừng mắt ra có tiếng cho hoàng ở bên ngoài sủa cửa trúc bị người gõ vào hứa thành đi ra căn phòng thấy lôi đội không ở phía sau hắn nhìn bên ngoài cửa trúc thấy một người thập hoang giả dạ đứng ở nơi đó thần sắc mang vẻ do dự người này Hứa Thành đã từng gặp qua cả chính là một trong những người mà hắn đã cứu trong cấm khu ngày trước sau khi thấy Hứa Thành xuất hiện thập hoang giả này vội vàng ôm quyền Tiểu Hải Từ Huynh đệ là ta ta là Cốt Đào có chuyện gì Hứa Thành mặt mũi vô cảm nhàn nhạt, nhạt nói điều này Cốt Đào có chút do dự nhưng sau khi đơn giản suy tư gã vẫn cắn răng nói Tiểu Hải Từ Huynh đệ ta muốn dùng làm viên bạch đàn để mua một phần bảo hiểm ở chỗ của người nói đoạn ném chiếc túi già tới chỗ của hứa thành hứa thành không tiếp nghi hoặc nhìn về phía cốt đào đối với túi già đối phương ném tới xuống đất chó hoang ở một bên nháo nhác nhìn lại nhưng không dám tới gần nhận thấy hứa thành nghi hoặc cốt đào bên ngoài cửa trúc vội vàng kể rõ qua lời kể của gã thì hứa thành cũng dần dần hiểu ra cái gọi là bảo hiểm là gì theo như ý tứ của cốt đào gã muốn hứa thành đi tới cấm địa độc long đàm nếu ba ngày sau gã không trở về đi giống như lần trước vậy để cứu gã trở về tiểu hoài từ huynh đệ ta không lo lắng gì thú cấm khu chết ở trong việc chúng nó cũng là cái mạnh ta lo lắng nhất chính là sương mù chết trong sương mù thật quá là không cam tâm thần sắc của hứa thành có chút cổ quái hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra loại yêu cầu như vậy vì thế nghĩ nghĩ rồi hỏi một câu nếu trong vòng 3 ngày không có sương mù Hoặc là ngươi trở lại thì sao Không cần trả lại bạch đan Ta cũng là mua cái tầm lý Cột đào hướng về phía hứa thanh Bái một cái thật sâu vẻ mặt cầu khẩn Hứa thanh trầm mặc nhìn cái túi ra Rồi ngón chân nhặt lên rồi mở ra Bên trong là lắm viên bạch đan Tuy hắn không cần Nhưng đây là đồng tiền ở trong doanh địa Vì thế sau khi nghĩ nghĩ Cảm thấy việc này không phải là không thể được Cho nên trầm ngâm Hứa thanh gật đầu Thấy hứa thanh đồng ý, cốt đào nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ ông quyền lúc này mới rời đi. Hứa thanh cầm túi già, đôi mắt ngưng thần, hắn trời sinh tính cảnh giác. Lời nói của đối phương, hắn không hoàn toàn tin lắm, nhưng mà hắn cảm thấy khả năng bẫy dập là không lớn. Nếu sương mù không đến, hắn có thể không tới, mà đối phương nếu có thể tính chuẩn thời gian sương mù bay ra vào ba ngày sau, thì bản lĩnh như vậy cần gì phải đi tính toán với người khác. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận tính toán đến lúc đó rồi mới quyết định. Vì thế xoay người trở lại căn phòng, tiếp tục đả tọa một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành vừa mới kết thúc tu hành, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài căn phòng, hắn nghe được tiếng gọi. Khi đi ra, Hứa Thành thấy một màn kỳ quái. Lôi đội đang thu dọn đồ vật, bao lớn bao nhỏ, cột vào trên người từng con chó hoang, khiến cho những con chó hoang lè cả lưỡi giả và nằm dạp xuống mặt đất. Tu luyện xong rồi sao? Đi, mang người đi tới một nơi. Lôi đồ im lau đi mồ hôi cười nói, sau đó vỗ vào một con chó hoàng bên cạnh, mở cười trúc giả vẫy tay với Hứa Thành. Hứa Thành nghĩ hoặc đi theo, những con chó hoàng cũng đều đi theo ở phía sau. Cứ như vậy hai người một đám chó đi trong doanh địa. Từ khu vực giữa đến khu vực trong có cửa hàng rất nhiều, phần lớn căn nhà là gạch ngói, có vẻ rất là chắc chắn. Cho đến khi tới trước một đại viện bên trong có bốn dàn phòng ngói độc lập mỗi một dàn đều so với căn phòng trước kia của hứa thanh thì tốt hơn không ít chắc chắn và đẹp hơn nhìn nơi này hứa thanh quay đầu nhìn về phía lôi đội về sau nơi này chính là ngôi nhà mới của chúng ta lôi đội cười cười nói nhà mới hứa thanh sừng sốt từ nhà này làm hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ ta bận rộn gần hết một đời cũng dành dụm được một chút ít. Giờ sức khỏe không tốt, ta chỉ đơn giản là đổi sang một cái căn nhà lớn hơn để tận hưởng niềm vui. Lôi đội cười lớn, gỡ xuống những bào lớn bao nhỏ từ trên người những con chó hoang, bắt đầu công việc lưu bù. Hứa Thành đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu từ từ đi vào. Nhìn gạch xanh trên sàn nhà, nhìn căn phòng trước mắt, hắn có chút hoảng hốt. Cho đến khi bị lôi đội kêu đi hỗ trợ, hắn còn có chút không thích ứng. Nửa ngày bận rộn, màn đêm buông xuống gió lạnh bên ngoài vẫn còn tuyết vẫn rơi trong những tiếng rít bên ngoài hứa thành cùng với lôi đội ngồi ở một bên lò sưởi trong nhà hơi nóng phà vào sự ấm áp tràn ngập cả căn phòng vách tường nơi này không có khe hở cái lạnh không thể nào tiến vào hứa thành chẳng bao lâu phát hiện ra điểm này cảm thấy thật ấm áp không lạnh có phải không lôi đội mỉm cười vâng không còn lạnh Hứa Thanh gật đầu nhìn về phía lôi đội. Dưới ánh lò sưởi trong mắt của Hứa Thanh hình như có một tia sáng. Hắn quả thật không lạnh, trong ấm áp, thậm chí sâu trong lòng của Hứa Thanh còn rung động. Rất lâu sau đó, khi lôi đội trở lại phòng của mình, Hứa Thanh một mình tới gần bếp lò, lầm bầm nói nhỏ. Nhà! Lúc này trong một căn phòng, lôi đội trở lại, trên mặt còn giữ lại nụ cười, nhưng chẳng bao lâu sắc mặt có chút ửng hồng. Ông ta che miệng họ khan vài tiếng Sau một lúc lâu dùng sức nuốt xuống ngụm thanh hàn trong miệng Thở dài đứng ở trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn phương hướng cấm khu Trong mắt mang theo hồi ức nói nhỏ Ta thật sự muốn xem lại một lần nữa Trường 21 Khát vọng tri thức Đêm đó Hứa Thành có một giấc mộng Đây là lần đầu tiên hắn sống trong một ngôi nhà xa hoa như vậy Sau hơn 6 năm Và cũng là lần đầu tiên hắn không phải chịu đựng cái lạnh của thế giới bên ngoài. Đồng thời là một đêm hiếm có giấc mộng. Ở trong mộng, thế giới này cũng không phải là tàn khốc. Trên không trung cũng không có gương mặt tàn khuyết của thần linh, cha mẹ cũng ở cạnh hắn, thậm chí hắn còn có một ca ca. Còn hắn, cùng với nhóm bạn chơi đến trường không chút lo lắng, tan học trở về tổ ấm của mình cùng với người thân, ăn những món ăn nóng hổi và một đêm ngon giấc. Chỉ là hình ảnh của những người thân trong mộng có chút mơ hồ Rất muốn nhìn cho rõ Nhưng luôn có một đám sương mù bao phủ Mãi cho đến sáng Hứa Thành đang nằm ở trên giường mới mở mắt ra Hắn nhìn mái nhà bình tĩnh trong giây lát Như thể hoàn toàn tỉnh dậy sau một giấc mộng Và lặng lẽ nhìn xung quanh Trong căn phòng gạch đen xám Không chỉ có bàn ghế giường ngủ Mà còn có phòng rửa mặt Mặt đất vương ít bụi và nhiệt lưu còn sót lại Của lò sửa ngày hôm qua trên mặt đất có một chiếu nệm và còn có một kệ sách trống trơn nhìn như đơn giản nhưng ở trong lòng hứa thành đã rất là xa hoa rồi hứa thành hít vào một hơi thật sâu đi vào phòng rửa mặt cẩn thận duỗi tay trong nước nhìn bàn tay giữ bẩn của mình từ từ được rửa đi hắn nâng lên cúi đầu nhìn một lát xoa trên người lại làm nó trở lên bẩn hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương một chiếc áo khoác già lớn mái tóc đen những bù xù khuôn mặt nhỏ đầy bụi bẩn, cùng với cặp mắt trong sáng và thuần khiết. Vừa nhìn hứa thành quay đầu nhìn về phía cửa sổ, vẻ ngày thời trong mắt hắn đã bị thay thế bằng sự lạnh nhạt. Ngoài cửa sổ, gió tuyết đã ngừng, ánh bàn mà hiện ra được mặt trời chiếu rọi. Trận tuyết cuối cùng của mùa đông này cũng từ từ biến mất khỏi mặt đất. Trên những tán cây phía xa, tuyết tan, một chồi xanh nở rộ như đang nói với mọi người rằng mùa xuân đã thực sự đến rồi. Hứa Thành đi ra khỏi phòng. Thói quen nhìn căn phòng của lối đội. Trong viện có hơn 10 con chó hoàng. Cũng chẳng gần đâu. Chỉ là quét quét cái đuôi ở trên mặt đất. Xem như chào hỏi. Ta nên làm cái gì? Hứa Thành lầm bẩm Trong mắt lộ rất vẻ kiên định. Vì thế hắn đẩy cửa viện đi ra ngoài. Xác định mục tiêu. Là lều trại đoàn xe y sư. Sáng sớm trong doanh địa thập hoang giả dạ không nhiều lắm. Hứa Thành hướng về đoàn xe. Ánh mắt thị vệ nơi đó đỏ qua trên người hắn, mà hứa thành cũng dần dần nghe được tiếng đọc sách vạc lên trong liều trại của y sư do dự một chút hứa thành yên lặng đứng ở ngoài liều trại lặng lặng chờ đợi thì vệ chung quanh đoàn xe sau khi quan sát đa số đều thu hồi ánh mắt nhưng vẫn có một ít vẫn chú ý đến hắn hứa thành không để ý bởi vì cùng với tiếng đọc sách ở trong liều hắn dần dần bị mê hoặc khi đó hắn cũng phát hiện ra rằng bên trong liều trại không phải đơn thuần là tiếng đọc sách còn có cả khảo hạch Kim Nữ Thảo còn có tên là Tam Diệp Châu, Tán Hàn Thảo, là loại cỏ toàn thân như giết nước, một lá mầm thuộc họ cói, là loại cỏ sống nâu lăm, sinh trưởng ở trên núi và những cánh đồng bát ngát ẩm ướt, phân bố ở hai châu Lăng U, Quảng Linh, phía nam của Nam Hoàng Châu. Công hiệu chữa viêm phổi, khỏi ho, thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng tán ứ, đối với vết thương rắn độc cắn lại có kỳ hiệu, phối hợp Giọng nói của thiếu nữ vốn đầy tự tin Nhưng hiện giờ có chút do dự Phối hợp với cái gì? Trong lều trại lời nói của Bách Đại Sư uy nghiêm Phối hợp với tê hỏa hoa Làm thuốc luyện chế Mượn dương hóa ẩm Có thể tạo thành do chất lỏng Hoàn toàn tránh được độc Là nguyên liệu cơ bản của đại hóa đan Thiếu nữ dường như có chút sợ hãi Lời nói nhanh thêm không ít Nói xong con thở phào Hứa thành nghe ở bên ngoài lều trại Càng thêm nghiêm túc Bạch bối cần có tên là ấy, Là rễ của bạch thu Hơi sáp, hơi đắng Sinh sống ở Công hiệu trị ngũ tạng Sau đó đến người thiếu niên Ít ngập ngừng Khi nói rồi lại dừng ngay lập tức Hình như đã quên Trong lều trại thiếu niên ngồi cạnh thiếu nữ Lúc này mặt đầy vẻ lo lắng Rất là sốt ruột Nhưng không thể nào nghĩ ra được nhìn về phía thiếu nữ xin sự trợ giúp. Thiếu nữ hiển nhiên biết đáp án, nhưng không nhắc, khiến cho thiếu niên cuối cùng mặt mũi đừa đám. Mà bách đại sư phía trước bọn họ, lúc này quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài lều trại ánh mắt thì về một bên cũng xin chỉ thị. Bách đại sư nghĩ nghĩ khẽ lắc đầu, sau đó hướng về phía thiếu niên lắp bắp, hư lạnh một tiếng. Tối nay, viết mười trong bài tập về dược tháo cho ta thiếu niên lúc này đây thật sự là muốn khóc rồi nhưng lại không dám phản bác chỉ có thể cúi đầu ít lặng kêu rên sau khi kiểm tra hai đồ đệ bách đại sư bình tĩnh truyền ra lời nói bắt đầu nói về chương trình dạy học ngày hôm nay giọng nói này so với lúc trước lớn hơn một chút và rõ ràng hơn nhiều thiếu niên chưa từng chú ý nhưng thiếu nữ kia thì lại thận trọng có chút nghi hoặc đôi mắt chớp chớp nhìn bên ngoài lều trải theo ánh mắt nhìn lại dưới ánh mặt trời chiếu rọi có một thân này nhỏ gầy ở bên ngoài hứa thành ở bên ngoài lều càng nghe càng nghiêm túc từng chữ từng câu mà bách đại sư nói hắn đều nắm được tất cả ghi tạc ở trong lòng vì sợ một chút lãng quên vì kiến thức là thứ vô cùng quý giá và khát vọng đối với hắn cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua các bài giảng của bách đại sư càng ngày càng nhiều hơn trước thời gian cũng gấp đôi cho đến khi mặt trời lên cao những thập hoang giả dạ ở bên ngoài lều chờ gặp y sư Bách đại sư mới kết thúc bài giảng Thành âm khàn khàn vang lên Thiếu liền ở bên ngoài Vào đi Hứa thành giật mình một cái Bừng tình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ Hắn thờ sâu Cẩn thận mở cờ lều với sự trột giả Sau khi đi vào Hắn lặng lặng đứng ở một bên Có chút xấu hổ Vốn dĩ hắn sẽ không làm như vậy Nhưng hôm nay đến đây để hỏi ý Lại ở bên ngoài nghe lén rất lâu Hành vi này ở khu ổ chuột Rất làm người thấp phản cảm Tựa như nhìn ra thiếu niên lo lắng Bách đại sư bình thản nói Có chuyện gì Nơi nói chuyện ra Thiếu nữ ở một bên tò mò đánh ra hứa thành Nàng đối với tiểu hài từ trước mắt này Có điểm ấn tượng Nhớ rõ rằng mấy ngày trước Đối phương từng cõng một lão già đến xem bệnh Bái kiến bách đại sư Hứa thành cúi đầu học bộ dáng của lối đội Hướng về phía bách đại sư Bái một cách thật sâu Sau khi do dự Nói rằng muốn hỏi một chút về sự việc thiên mệnh hoa nói xong hứa thanh lấy ra năm viên bạch đàn từ túi già đặt ở trước mặt bách đại sư bình thường phi khám mệnh là một viên bạch đàn nhưng hứa thanh cảm thấy mình nghe được đối phương giảng bài một bạch đàn là không đủ cho dù năm cũng vẫn thiếu vì thế lại lấy ra 10 linh tệ đặt ở cùng bạch đàn làm xong tất cả những việc đó trong lòng hắn mới yên ổn bách đại sư nhìn hứa thanh thật sâu hướng về thiếu nữ bên người từ từ nói Đình ngọc người thay ta trả lời thiếu nữ nghiêm chỉnh thân sắc nghiêm túc thanh thúy nói thiên mệnh hoa còn gọi là tục mệnh viêm loại thảo dược thần linh vì khả năng làm biến hóa dị chất với người phục dụng biến hóa này theo ký lục có 73 loại nhưng chỉ có một loại là có dược hiệu sinh trưởng ở bất cứ khu vực nào trong cấm khu không có quy luật số lượng hiếm hoi công hiệu làm lành xương gãy huyền mệnh trọng diên ngoại trừ thương thế thần hồn thì hầu hết đều có thể chữa trị. Nói đoạn, thiếu nữ lại nhanh tay lấy ra một quyển thư tịch, lật vài tờ chỉ vào họa đồ trên một trang giấy. Nó trông như thế này. Hình vẽ là một gốc cây thảo dược, thoạt nhìn không có thần kỳ gì, ngoại trừ răng cửa trên phiếm lá có phần rõ ràng, đồng thời có một sợi tơ hình thành ký hiệu kỳ quái. Hứa thách nhìn kỹ, khắc sâu vào trong lòng, hắn hướng về bách đại sư và thiếu nữ bái một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, Bách Đại Sư phía sau vang lên giọng nói bình thản. Loại thảo dược này khả ngộ bất khả cầu, thường gần với dị thú cường đại, người ấy tự giải quyết cho tốt. Hứa Thành nghe vậy lại một lần nữa bái một cái. Sau khi rời khỏi lều trại, hắn chạy nhanh trong doanh địa. Dùng tốc độ nhanh nhất về tới chỗ ở, hắn lập tức từ túi ra lấy ra một thẻ tre, dùng thiết thiềm khắc lại hình vẽ của thiết mệnh hoa cùng với đồ đằng mà thiếu nữ miêu tả. Sau đó nghĩ nghĩ, lại ghi lại những nội dung mà mình nghe được ngày hôm nay. Cuối cùng hắn nhìn vô số chữ nhỏ trên thẻ tre, trong lòng rất là thỏa mãn, giống như chân bảo, cẩn thận cất đi. Nếu vẫn có thể nghe thì tốt quá. Hứa Thành nói nhỏ, bắt đầu suy tư làm thế nào mới có thể tiếp tục được nghe. Sau một lúc đầu hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu tu hành. Đêm đó, Hứa Thành chờ tới lối đội ra ngoài trở về, nói cho đối phương biết mình muốn đi một chuyến tới cấm khu. Lôi đội sau khi nghe được Muốn nói rồi lại thôi Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu Nói kinh nghiệm bản thân cho hứa thành Như là lão nhân nhìn đứa nhi tử ra ngoài Lôi đội nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ Vẫn chưa nói xong cho đến khi trời sáng Hứa thành ghi nhớ toàn bộ Lôi đội lại đưa cho hắn một chiếc túi ra Bên trong có các loại thuốc bột Mà loan nha để lại Sau khi hiểu rõ tác dụng cụ thể Hứa thành sáng sớm rời khỏi doanh địa Cáo từ chạy vào cấm khu Thời gian không lâu tới bên ngoài cấm khu Khoảnh khắc bước vào giới hạn, ánh mặt trời bên ngoài bị ngăn cách, cảm giác âm lãnh xâm nhập toàn thân. Hứa Thành mang theo cảnh giác, thân thể hóa thành một dải tan ảnh, chạy thẳng đến rừng rậm. Vài nhịp lên xuống đã biến mất vô ảnh. Lần thứ hai bước vào rừng rậm cấm khu, Hứa Thành đối với nơi này quen thuộc cũng không giống như trước. Nhưng càng là như vậy, hắn càng thận trọng hơn. Trong khi nhảy về phía trước, hắn cũng chú ý đến cỏ cây hoa lá xung quanh mình. Chẳng bao lâu đã đến vũng bùn lúc trước, Học loan nhà bảo chế đúng cách Rồi vớt nước bùn bôi ở trên người Tiếp tục hành trình Thời gian trôi đi Nhanh chóng cả ngày đã trôi qua Lần này hứa thành không gặp phải sương mù Còn dị thú cường đại tuy có Nhưng hứa thành cẩn thận tận khả năng tránh đi Trên đường hắn cũng lưu ý hoa cỏ Tìm kiếm thiên mệnh hoa Lúc này hắn tới nơi gặp phải hắc lân lang đảo mắt bốn phía miễn cưỡng còn có thể nhìn ra bố trí lúc đó chỉ là những xác sói phần lớn hiện giờ đào hóa thành bạch cốt hư thối. Cẩn thận quan sát sự phân hủy trên những xác chết này, phát hiện không có dấu vết bị cắn xé mà là hư thối tự nhiên. Sau đó hứa thành mới thở vào. Điều này cho thấy khả năng cao sẽ không có dị thú nào đến đây. Vì thế hắn ở phụ cận tìm một khu vực muốn nghỉ qua đêm, chờ bình minh lại tiếp tục. Trong bao lâu theo màn đêm buông xuống, rừng rậm một mảnh đen xỉ. Hứa thành nấp ở trong một hốc cây, nhìn phương hướng hẻm núi thất diệp thảo. Nơi xa hơn là thần miếu Lần này tiến vào cấm khu Ngoài việc tìm kiếm thiên mệnh hoa Còn có một ý tưởng Đó chính là tìm cho tiểu nữ hài một viên đá đặc biệt Đi xem sao Hứa thanh lẩm bẩm Hết chương 21 Chuyện được dịch bởi tà hói audio Cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị